chào các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các dòng máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng. Và đây là chiếc máy bình xịt điện OS20. Chúng ta hãy cùng mở thùng để xem bên trong có những phụ kiện gì nhé. Khu thùng người ta sẽ có một cần nối dài. Đây là lọc rác. Cần 3 bếp bằng inox. Một giấy hướng dẫn sử dụng. Adapter dùng cho sạc bình ắc quy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các lắp sản phẩm pin xịt điện OS20 này. Đầu tiên thì ta sẽ nối dây xịt vào trong bình. Tay bóp. Tiếp theo là sẽ nối cần xịt. Cần xịt có thể điều chỉnh độ dài tùy theo mục đích sử dụng. Cuối cùng là lắp 3 bếp. Tiếp theo thì ta sẽ lắp dây đeo. Theo những mục đích khác nhau mà ta có thể sử dụng các loại bếp khác nhau. Trong này thì
thì ta sẽ có vét vòi hoa sen, một vòi vét, hai vòi vét, sau khi bình ắc quy hết thì ta có thể dùng adapter để sạc vào bình ắc quy. Ta cắm sạc adapter vào đây. Đèn thông báo sẽ chờ sạc. Khi ta sạc đầy bình thì đèn sẽ báo màu xanh. Như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn cách lắp sản phẩm bình xịt điện OS20 cho các bạn. Dòng sản phẩm bình xịt điện OS20 có hai màu cho các bạn lựa chọn là màu nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến tại trực tiếp cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tòa Hòa, quận Tân Phú. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.